Chào mừng anh em đã đến với chương trình của Basa Team TV. Và hiện tại thì hôm nay là một tập khá đặc biệt. Tại vì hôm nay thì mình đang hiện tại có mặt ở nhà một ông bạn của mình. Thì ông ấy cũng là một dân chơi retro, cũng phải gọi là khá là lâu, còn lâu hơn mình cơ. Và đồ thì gọi là ngầu hơn mình nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ đi gặp ông ấy. Ok. Kiên Sang ơi. Xin chào. Hello, chị ạ. Chào. Tôi nghe nói ông cũng nhiều đồ nhỉ, cũng Ok. khá là nhiều đồ PlayStation. Tôi nhìn ở đây cũng khá nhiều đồ ngon. Liệu ông có thể gọi là chỉ qua tôi gọi là cái một số cái món đồ hay độc đáo lạ của giới retro để cho nhiều anh em có thể biết được không? Retro thì nhiều món đồ hay lắm. À. Ví dụ đây. Cái này PS1 đây. là à, cái này là con PlayStation đúng không? PlayStation. Cái này có tất cả các mẫu kiểu từ mẫu 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 từ mẫu như nào ông có thể giới thiệu cụ thể. Tôi thấy nó cũng nhiều mẫu, có những cái mẫu mà tôi À. chưa thấy bao giờ. Mẫu đời đầu. Từ mẫu đời đầu này. Rồi đến mấy mẫu đời sau đấy, cái dưới cùng là đời đầu đấy, Đây là cái mẫu đời đầu đây đúng mẫu đời đầu không? Wow, có vẻ khá là hay nhỉ. Có cả cái cổng, một cái cổng như kiểu cái cổng SS Video S ấy. video Cổng S sản phẩm đầu Video. tiên của PlayStation ra mắt Còn vào tháng 12 năm 1994. còn còn các mẫu trên này hình như tôi không thấy nó có cổng AV, hình như nó chạy cái cổng gì. Cái con mà ở hàng thứ hai ở từ trên xuống là mẫu 1001, mẫu đời 1001 ra mắt vào tháng 9 năm 1995, thị trường ở Bắc Mỹ. Bằng Mỹ. Thế còn những cái mẫu mà nó không có cái cổng AV này là nó chạy cổng nào đấy? Cổng Multi-out. Multi-out. Nghĩa là cái này nó phát hành cho thị trường nào? Thị trường nào đấy, thị trường nào Chắc là của tất cả thì của tất cả, thôi. Thế còn cái đời ra sau đấy, đời ra sau. tôi thấy có hai con bên cạnh con PlayStation, hình như là con này là con Slim đúng không? Con gọi là con PS1 đúng Đấy, PS1. không? Từ ông thử lấy ra tôi xem. Đấy, anh em thấy là đồ ông cũng khá nhiều. Và đặc biệt là có cả PlayStation, có cả Saturn ở đây. Lát nữa mình sẽ bảo ông ý giới thiệu cho anh em sau. Ok. Thì con này là con PS1 đúng không? Ok, PS1 khá là đẹp. Wow. Cũng khá là tiện gọn, hình như tôi nhớ không nhầm là nó có cái màn hình nó chiếu ở đợi tôi từ từ khoan đã. Tôi nhớ hình như là nó có cái màn hình hay sao ấy. Bình thường tôi nhớ là PS1 có một cái màn hình mà. Bản thường nó không không có màn hình. Màn hình nó có một cái combo riêng. Bản màn hình chắc là bản limit đúng không? Limited. Bản đồ. Tôi thấy trên này cũng trong này cũng khá nhiều, có cả Neo 64 bản châu Âu màu xanh lá cây. Với nó là thật là nó rất là so với đồ của ông ý, đồ mình thì đồ đồ mình đôi khi thua thiệt sao ông ý. Đặc biệt là mình cũng chưa chưa sở hữu được một cái đây. Giới thiệu cho N64. anh em đây là cái N64 phiên bản châu Âu. Phiên bản châu Âu nhưng mà nó là kiểu phiên bản trong suốt có màu luôn. Khá đẹp. Đây anh em mới thấy là cái mác của nó. Đấy, có cả đấy, Made in Japan nhưng mà cái này là xuất xuất hàng châu Âu, khá đẹp. Và ở đây thì ông ấy cũng có cả một cái này là cái cục rung trên N64. Mình thì cũng đang kiếm một cái cục này khá lâu rồi nhưng mà chưa có cơ hội tìm. Ông ấy cũng khá nhiều đồ. Ở đây hình như là đây là cái PlayStation Portable. PP1000 đúng không? PP1000 đúng không? Con này nhìn trong hơn con hàng của tôi nhiều. Con hàng của tôi nó còn chả được thế cơ. Wow, khá là đẹp. Để xem. Wow, trong màn hình hơn thật. Trông trông hơn 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 của tôi thật đấy ông kia ạ. Của tôi Ok. trông nó nhìn hình rất đau mắt. Đấy, anh em thấy đây là con mẫu 1000, nhìn khá đẹp. Khá đẹp luôn. Đấy, trong suốt vẫn nhìn rõ cả logo PlayStation Portable. Đây đây một trong những cái máy chơi game thể nói là gọi là tuổi thơ những anh em gọi là thập niên 90 80.
Thời xưa con này phải gọi là giá trị ngang bằng con iPad bây giờ đúng không? Dĩ nhiên. Ừ, đúng. Ok. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái gì đấy? Cái này có phải là P2 Fed đúng không nhỉ? Đúng không? Okay. Con này là mẫu Fed SCPH gì đấy? Hình như tôi thấy ông 18.000. 18.000 à? Con này thì nó có đặc điểm gì khác so với con Slim là tôi không? Con này nó thuộc máy đời đầu. À, máy đời đầu, nghĩa là cái mẫu 2000 đến mấy? Mẫu này mẫu năm 2000. Wow. Mẫu năm 2000 luôn. Wow. Một trong những mẫu phải gọi là khá là một khá lâu, khá là cổ. Đúng rồi. À. Khá là hay. Ở đây tôi thấy nó cũng có những cái đầu băng khác. Đây, anh em này thấy là có thể đây. So sánh giữa các đời máy. Ok. Sẽ để so sánh xem như nào. Thì đúng thật nó có sự khác biệt thật giữa cái mẫu năm 2000 và cái mẫu này là cái này là SCPH 2001. Thì một cái là mẫu, nó có đi kèm một cái cạc mẫu này là SCPH 3901. 3901 à, ok. Cái mẫu năm 2001. 2001 à. Cái mẫu 2001 với mẫu 2000 này nhìn nó cũng khác nhau. Đặc biệt là ở cái adapter net network đúng không? Adapter network đúng rồi. Cái hình như mẫu 2000 nó không hỗ trợ cái adapter network nhỉ? Đây là đây là cái cạc network cho mẫu năm 2000 đúng không? Wow. Khá là khác luôn. Còn đây thực sự khá là khác luôn. Wow. Còn đây là cái ổ cứng. BPH. Còn đây là cái ổ cứng. Wow. Đây là ổ cứng ngoài à? Ổ cứng gắn cho máy ở đầu. Ồ, ngày xưa nó sử dụng ổ cứng ngoài đúng không? Khá đẹp nhỉ? Đẹp thật. Nói thật đây, mình cho các bạn xem. Ok. Nghe chúng ta sẽ rút cái này ra. À. Lắp vào và sau cắm vào sau. Sodeska. Thì ra như vậy. Thì đây là những cái mẫu đời đầu đây. Wow. Khá đẹp. Và hình như tôi nhớ không nhầm là ông có một con Slim màu bạc nữa cơ mà, đúng không nhỉ? Một con Slim màu bạc. Đây. Quên mất chưa giới thiệu cho anh em một con Slim màu bạc. Phải nói là nhìn còn chất hơn cả con Slim là tôi lên nhiều. Con Slim màu bạc này, con này là con SCPH bao nhiêu đây? 7001. 7001 đúng không? Đấy, đây là mẫu 7X. Nói thật sự là đây là một trong những mẫu gọi là mẫu P2 tốt nhất, best. Có cái mắt đọc gọi là best nhất luôn. So với con 9X của tôi. Đấy, anh em này chiêm ngưỡng món hàng của ông ấy. Và đặc biệt là hình như là tôi thấy ông có cả một số phụ kiện khác. Hình như có cả chuột con PlayStation đúng không nhỉ? Chuột PlayStation với cả những cái món đồ như là cái cổng chia. Tôi thấy có những cái cổng chia nó cũng khá là nhìn nó cũng khá là đa dạng. Ông thử giới thiệu qua cái thiết bị khá độc đáo này mà cũng chứ nhiều người cũng không phải là anh em nào cũng biết đến về cái thiết bị cho con P1 này xem nào, cái con chuột này. Xem chức năng là như nào. Wow, nhìn nào cũng khá đẹp nhỉ. Nó cũng có cả một cái cổng mà để chúng ta để cắm vào. Và phải nói đây là phải nói là một trong những cái hàng gọi là khá độc và lạ. Và đặc biệt hơn là đây là một trong những con chuột bi. Và nó cũng khá là phổ biến thời những năm 90 thôi. Đấy, thời những năm 90 thì họ dùng chuột bi. Thì ông có thể giải thích cho tôi cái chuột này thì thường dùng để làm gì cho những con PlayStation? Chuột này chơi ví dụ game Red Alert. À, gọi là cái thể loại game chiến thuật đúng không? Game chiến thuật. Hoặc là những cái phần mềm mà nó cần tương tác, còn những cái tựa game mà nó tương tác, những cái tựa game học. Tại vì tôi cũng có để ý nó có một số tựa game kiểu dạng gọi là education cho học sinh ấy, kiểu nó cũng cần nữa những con chuột. Và đây cũng có rất nhiều khá nhiều mẫu tay cầm và có cả cái này là cái gì đây nhỉ? Ông có thể giải thích cho tôi chưa thấy cái này. Nhìn khá là dị. Cái này cái cổng chia 4 tay cầm. Oh, wow, anh em thấy là phải nói là khá là thú vị đúng không? Cổng chia 4 tay cầm và hình chữ V khá đẹp. Cái này có thể cắm được vào con PlayStation đúng không? Cái này dành cho PlayStation đúng không? Cũng tích hợp vào được để chia cắm tay cầm nhỉ? Ok, và bây giờ ông Kiên ông sẽ cắm cho chúng ta xem cái cổng, wow. Thì đây chính là cái cổng chia 4 tay cầm và nó sẽ cắm bắt đầu từ cái tay cầm bên này. Khá là hay. Khá là hay. Khá là hay. Ok. Và đây là cái phải nó gọi là đúng như tên gọi là cái cổng chia 4 tay cầm thật. Chúng ta để cắm tất cả những cái tay cầm vào những cái cổng này. Memory card, chúng ta có thể cắm 4 memory card luôn. Wow.
rất là tiện. Nếu mà tính đến cả hai cái đây thì có thể 6 cái memory card. Ờ, khá là tiện. Và tôi thấy ngoài việc ông chơi retro ra, tôi cũng thấy ông có cả modern console của PlayStation 4. Con này là mẫu đời đầu đúng không? Một trong những mẫu đời đầu đúng không? Một trong những mẫu đời đầu tiên của PlayStation 4. Tôi nghe nói ông kể với tôi bảo đây là mẫu kỷ niệm 20 năm này, phải phiên bản kỷ niệm. Không phải. Đây là bản thường thôi. À. Còn bản này là model COH 1215. À. Khá khá. Đời máy này cũng được gọi là bền. Ừ. Wow. Vậy chúng ta sẽ đến với những cái tựa máy console Gen 3 và Gen 4. Ở đây thì tôi thấy ông có những cái đầu UFO kia phải cái đầu UFO không nhỉ? Đúng rồi. Wow, đây là những cái đầu UFO, nó là đầu này khá là đẹp. Đầu này thì game thủ 7X 8X cũng biết đúng không? Cũng biết. Trong một trong những cái đầu khá là huyền thoại có một cái cổng UFO cắm ở phía bên này. Đến là tôi cũng biết. Wow, đây là cái đĩa mềm của nó. Đây chính là đĩa mềm của nó. Đúng rồi, chính xác ấy. Đấy, đúng rồi, đĩa mềm mà để cắm đĩa để chơi đĩa UFO đấy. Sau chúng ta sẽ cắm vào đây, đúng rồi. Và thậm chí có thể những cái băng của các hệ khác được cắm vào đây luôn. Băng hệ Nhật cắm vào đây, khá là hay. Và ở đây thì mình có thể thấy được là ông ấy cũng sở hữu chiếc Famicom. Super Famicom, đây là một trong những máy phải gọi là huyền thoại của cộng đồng retro game. Nói thật, đây là cái hàng real luôn đấy anh em. Đây là hàng real, không phải là hàng bún nút Thái Lan vớ vẩn đâu. Anh em để ý rõ giữa cái hàng Thái fake và cái hàng thật. Đó là cái dòng chữ Nhật ở trên này. Nó là một cái dòng chữ cảnh báo trên này. Nó đọc là Kaseto, Kaseto cái gì đó, Kishimsuru. Nghe ý nó bảo là kiểu là cắm, nghĩa là tắt tắt máy trước khi bật băng. Và đây là một cái mẫu thứ hai. Mẫu này là mẫu Junior. Dandy Junior. À, Dandy Junior. Sản xuất ở Đài Loan, xuất đi Nga. À. Nghĩa là mẫu này cũng là của Nintendo nhưng mà nó lại là của hãng thứ ba. Hãng thứ ba sản xuất. À, hãng thứ ba sản xuất nhưng mà cũng có sự kiểm định của Nintendo, sự cho phép Nintendo. Có thể. Có vẻ hay. Oh, nó thật là hai mẫu này khá là giống với mẫu đầu. Nhưng mà điều khác biệt là tay cầm rời. Hai tay cầm rời đúng không? Chính xác. Một bên là tay cầm liền là tay cầm rời. Ồ. Khá là khác biệt. Và có cả máy wow. Cái này có phải là máy NES không? Cái máy NES, từ từ khoan đã, cái này là Super Famicom rồi, tôi biết rồi. Ông nguyên siêu, nhưng mà đây là máy NES. Đây là một trong những máy NES. Không phải ai cũng sở hữu máy này đâu anh em ạ. Tôi nói thật với anh em, không phải ai cũng sở hữu máy này đâu. Đây chính là hàng thật, không phải là bản mini nhá. Không phải bản mini anh em, đây là một trong những hàng thật. Phải gọi là khi nào cái là bản European version, nghĩa là cái bản Âu Mỹ thường nó có thiết kế như này. Nhưng mà cái điểm yếu là khi mà cho băng vào mà không chơi một thời gian thì nó sẽ nhanh hỏng đúng không? Nó sẽ kiểu tại vì cái thiết kế băng của nó, tôi thấy nó thiết kế băng của nó cắm vào đây xong thì nó khá là giống một cái đầu VCR. Và cắm hai tay như thế này, to hơn rất là nhiều so với con Famicom này. Và nó thật là như vậy. Ok. Tôi nghe nói ông có con Satan nhỉ? Ông giới thiệu tôi con Satan xem nào thôi, tại vì tôi quay từ đầu con Satan với cả một con máy cũng là của PlayStation nhưng mà tôi cũng không nhớ lắm nó là con gì. Đây. Ở đây chúng ta có PlayStation, Satan, PS2 và một con PSX. Ok thì bây giờ chúng ta đang có ở ngoài nhà ông ý. Ở đây là nhà ngoài ông ý thì ông ý cũng phải là gọi là trưng bày cũng khá nhiều đồ, cũng có cả PlayStation, cũng có cả Satan. Ông này giải thích cho tôi, như con Satan này như là con Satan mẫu Mỹ đúng không? Thứ hai là mẫu Mỹ này, nó có cái cartridge input này. Nó mẫu Nhật thì như tôi nhớ không nhầm là có màu trắng như vậy. Màu trắng. Đúng rồi, màu trắng rất là đẹp. Còn cái con DualShock này thì cái con PlayStation nguyên hộp này là con mẫu gì đấy, ông này giải thích cho anh em thử có thể cùng biết nào. À, con này là model SCPH 7500. Ra năm 1998. 7500. Con này là người nhà mình ở bên Nhật gửi về. Thì ra nó cũng khá là gắn năm một cái kỷ niệm mà rất là hay, rất là gọi là khó quên của ông đúng không? Cái con này nghĩa là của người Nhật gửi về đợt đấy, lúc ấy là ông cũng phải mấy tuổi nhỉ? Cũng khá nhỏ đúng không? Khá nhỏ, tầm 5 tuổi. Ồ.
Ông đúng rồi, cũng có gọi là có cơ hội may may mắn so với nhiều anh em khác còn hơn tôi. Ok thì ông có thể giới thiệu tôi cái con PX này không? Con này nó gọi nó hay gọi À, con PS10 á. PS 10. Mà cũng đúng thôi, nó gọi là PS 10 thật tại vì số X kia là số 10. Số Ok, số số La chữ Mã. Ok. X số X. 10, số 10 Số La La Mã. Đấy. Mã. Ok. Thì cái con PX này hình như tôi có từng đọc một cái thông tin qua là con này là có một cái mẫu nó sản xuất từ năm 2003 đúng không? Nó là một trong những máy đầu tiên chạy hệ điều hành hình như là giống PS3 thì phải đúng không nhỉ? Đúng. Cái con này. Nó coi như là đó là bản thử nghiệm cho ra đời PS3. Nhưng mà nó cũng chỉ ở phát hành độc quyền tại Nhật đúng Chỉ phát hành cho thị trường Nhật Bản. không? Và vòng đời của cái hệ máy này nó ngắn ngắn ngủi, nó chỉ 2 năm. Tôi nhớ không nhầm là nó có đọc được đĩa PlayStation nhưng mà tôi không biết là nó đọc được cái đĩa của hệ nào. Chỉ hệ Nhật. Không nghĩa là kiểu của hệ console máy nào, nghĩa là chỉ đọc đĩa đĩa của hệ console nào của PS1, PS2. với một bên hai. Wow. Thế thế này tôi thấy cái này nó cũng khá là dị, khá là hay đây anh em này, thấy là cái này là con PS 10 khi mà được dựng nằm ngang và nó có một cái quạt tản nhiệt ở đây cũng nhìn khá giống của PS 2, nhưng mà khi mà anh em mà lật dọc nó thì anh em thấy là nó khá đẹp luôn. Đây đây chính là con PS 10 đây, đây đây chính là con PS 10 mà tôi muốn giới thiệu với anh em ngày hôm nay đây. Thì nó cũng có hai cái thẻ nhớ, hai 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 thẻ nhớ đầu đút, hai thẻ nhớ. Một cái menu, một cái cổng USB, một cái cái này còn hỗ trợ cả memory stick dual luôn. Cái này còn đi trước cả thằng PSP luôn, tôi nói thật. Dĩ nhiên. PSP mãi sau này nó mới sử dụng cái thẻ memory stick dual, nghĩa là khoảng 2004 nó ra mắt cái mẫu máy này. Máy này từ 2003 rồi đã có rồi. Còn đây là Wow. Đây là cổng cổng LAN, cổng LAN, wow, cổng LAN này. các cổng kết kết nối khác, Các cổng kết FPU, nối S-Video, có tôi nhớ không? anten, hai cổng cắm Cổng tay, cổng tay. Nhưng mà cổng tay hơi dị ở cắm cắm sau. cắm đằng sau. Đấy, cộng NTSCG. Đấy, anh em có thể thấy đây là mẫu mẫu có cả ghi năm luôn. Có ghi năm luôn. Đấy. Từ từ tôi xem kỹ năm. Đúng là 2003 thật đúng không? Gọi là công nghệ đi trước thời đại. Đi trước cả con PS3. Đó là lý do tại sao mà nhiều anh em vẫn gọi là nhiều anh em cũng chỉ biết là PS3 là một trong những máy có hệ điều hành XMB với cả PSP. Nhưng mà ít anh em biết đến được là con PS10, chính con PS10 này. Tôi chỉ kiến tận tay đây là một trong những console gọi là đi trước cả thời đại như thế. Thế còn con PS2 của ông ở đây là mẫu nào đây? Hình như là SCPH-110.000 đúng không? Con này là Sản mẫu phẩm đầu tiên cũng là sản cũng phẩm là mẫu năm 2000 đúng không? một trong những sản phẩm đầu tiên của hãng Nhưng mà cái con này sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Nghe con này thì độc quyền thị trường Nhật Bản, còn con thị trường kia là cũng là Nhật đúng không? Thế hay là kiểu cho Bắc Mỹ? Cái con đời 18.000 là cũng là của Nhật. Đời thị trường Bắc Bắc Mỹ là đời đời 3X. Đấy, 3X bắt đầu thị trường Bắt Nhật đầu Bản. đời 3X. Đấy, đấy cũng khá là hay về nó và từ từ để tôi xem con Sa Tăng một chút. Wow, anh em thể thấy là con Sa Tăng con Sa Tun này là một trong những cái con mà tôi khá là thích nhất một số tựa game của con này, và đặc biệt là tôi có kinh nghiệm Dreamcast với cả Sa Sa Tun. À, nhắc đến Dreamcast. Đúng rồi, hình như là tôi nhớ là lúc ấy ông có bảo là ông có để Dreamcast trong nhà đúng Ok. không? Ok, đây là không gian Đây là không gian của Dreamcast. Ok. Thì đây chúng ta có thể thấy đây là cái máy Dreamcast của ông Mỹ, nhưng mà mẫu của ông Mỹ khá là khác với mẫu của mình. Nếu anh em mà muốn compare so sánh giữa máy của mình và máy của ông Mỹ thì anh em có thể lên trên kênh của mình xem cái video mà mình preview về con Dreamcast ấy. Thì anh em thấy là cái con Dreamcast của mình với của ông ấy rất khác biệt. Thứ nhất là ở này, thứ nhất là cái mẫu, ở cái màu này của mình của ông ấy thì có cái màu trắng bạc, nhưng của mình lại màu cam. Cái mẫu máy của mình là mẫu sau 2000, cho nên là nó chỉ đọc được cái đĩa gốc thôi, nó không được đọc được đĩa chép, nó quản lý khá nghiêm ngặt. đĩa máy Và là máy máy quá xịn để quá chơi. xin để chơi Còn mẫu của ông ấy thì có thể đọc được cả đĩa chép luôn. Đây, anh em lại thấy là Sony Adventure. Adventure 2. Và đặc biệt là cái điểm khác nữa là con máy của mình nó không có hai cái đen đen ở đây. Nếu mà anh em mà có xem video trước của mình thế. Và đặc biệt là ở đây thì ở cái mẫu máy của ông ấy là của Ugo Electronic, còn của mình của Asahi Electronic, cho nên nó khá khác. Điểm thứ ba, nếu mà anh em mà muốn tìm mua một con Dreamcast có thể đọc đọc được cái đĩa chép như thế này thì mình khuyên anh em nên tìm một cái mẫu máy nó như thế này. Thứ nhất là nó không có hai cái màu đen ở đây.
Thứ hai là nó cái hình nó không có cái màu cam ở cái chỗ đoạn phía trước này. Và thứ ba là anh em lật máy đằng sau nên kiểu bảo với người bán là kiểm tra cái mật là mẫu máy đằng sau. Đấy. Và đây là Ugo Electronic. Đấy, Ugo Den Denshi của mình ghi là Ugo mình là Asahi Electronic rồi, ghi là Electronic cũng là mẫu HHKT 3000 thôi. Nhưng mà của ông ấy là hệ có thể đọc được à? Bất cứ hệ nào, thậm chí có thể kể đĩa hệ Nhật cũng có thể đọc được. Cũng khá hay. Bây giờ tôi thử tí con một số game của ông nhá. Thử tí gọi là cái đĩa Dreamcast chứng minh anh em thấy cái này có thể chơi đĩa chép mà không cần phải hack. Ok, chờ chút. Bây giờ chúng ta sẽ chơi Sonic Adventure 2. Đấy. Ok. Ok, chúng ta sẽ đấy, đây là mình đã bật Dreamcast lên rồi. Và mình sẽ chơi cái này. Ok. Ok. Rồi chúng ta sẽ sử dụng để chơi thôi. Đấy. Bây giờ ông kia ông cầm hộ tôi trải nghiệm một chút cái tựa game khá là hay và tôi khá là thích như thế nào. Ok. Ok, present by Sega. Ok, Sonic Team. Thường thì nó đọc cái đĩa chép thì nó hay kêu như thế không nhỉ? Wow. Kể ra hiện tại là kiếm được cái máy đọc đĩa chép, này cũng khá là khó. Đúng. Rồi là tôi thật may mắn khi được khi mua được em nó về để đúng để dùng. Ok, về tôi sẽ thử select thử nghiệm một chút nữa. Ok, let's go. Chúng ta sẽ thử xem mà nó sẽ như nào. Intruder alert. Assume level 1 defense formation. Wow. À, phím B để bắn. Ok, phím B để bắn. À, từ giờ lock phím nào này từ giờ. Whoa, come on. Bây giờ con bắn nó nằm đâu. What the fuck? Whoa! Take that bitch. Security door.
xem sao. Ok, về tôi sẽ thử thử chơi chọn Sonic như nào. Ok, bắt đầu chạy chưa ạ? Ready to run. Ok, ready to run. CTS game. Đây, 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 cái đoạn này tôi hay để ý và xem trên Wow. What the bay, phê thiệt. Cái này đôi khi làm mình có cảm giác như kiểu chúng ta đang chơi gọi là Crazy Taxi nhỉ. Đúng rồi. Ồ vai. VL. VL. Sau khi mình chơi thử xong tựa game Sonic. Vì nói mình chơi khá tệ thì đây là một trong những cái bộ sưu tập của mình. Và một cái đống tay cầm. Đây anh em thấy là đây là một cái bộ sưu tập đồ, gọi là đồ gì cũng có luôn. Từ God of War, Neo, PlayStation 4 cho đến những cái tựa game trên hệ máy Sega Super. Ôi, cái này có phải Master System không? Master System. Wow, Master System. Wow. Như ông có máy đấy không nhỉ? Hình như ông không có con Master System không? Tôi có nhưng mà nó là cái Ông có cả cái ông có cả thẻ nhớ GameCube này, thẻ nhớ game cu bé đâu. Đây là con PS2 bản bản nhìn rất giống con cu bé luôn, nhìn giống con thẻ nhớ GameCube luôn. Wow. Ok, đây là một trong những hệ máy game cổ của ông ý đã gọi là cất công có được Sega Master System. Một trong những hệ máy cổ mà không phải anh em nào cũng sở hữu có con game này. Đây, một trong những máy Sega 8-bit ngày xưa được cho là cạnh tranh với con NES, nghĩa là cái máy 4 nút mà của Nintendo mà chúng ta hay biết bây giờ. Nhưng mà rất tiếc là ở Việt Nam thì chúng ta không hay có tuổi thơ với con Sega Master System này. Cho nên là nó cũng khá là, cũng nhiều người cũng không khá là biết những tựa game như thế. Nhưng mà mình nhớ, như là tôi nhớ không nhầm là cái... Tôi nhớ không nhầm có những tựa game như là Shinobi hay là những cái tựa game ví dụ như là Ninja Gaiden. Tôi nhớ là ngày xưa còn từng được phát hành trên những hệ máy Sega như thế cơ. Hình như tôi nhớ một trong những tựa game cổ nhất mà nó phát hành chỉ dưới dạng 8-bit mà tận bây giờ nó vẫn có cái phiên bản của Sega, nó Shinobi. Một trong những tựa game khá là nổi trên hệ máy Sega Master System. Tại vì tôi nhớ là Sega Master System, tôi có tìm hiểu qua Wikipedia, nó không có tựa game nào bán chạy nhất trên máy này, hệ máy này. Nhưng mà được cái là có một tựa game nổi nhất, đó Shinobi. Tận bây giờ tôi vẫn nhớ đó tựa game đó. Ok. Thì đó là toàn bộ đồ retro và tất cả một cái không gian retro. Tuy là nhỏ hẹp, bé nhỏ như vậy nhưng mà phải nói là ông retro khá là lâu hơn tôi. Nhiều đồ hơn tôi mà thậm chí là còn có những đồ độc và lạ mà khi nói thật tôi chưa bao giờ tôi có thể sở hữu được. Cảm ơn ông ngày hôm nay thì đã cho tôi xem một cái thế giới retro gaming mà không những là tôi mà nhiều anh em hoặc là nhiều bạn mà muốn tìm hiểu hơn về cộng đồng retro gaming, gọi là có thể muốn tìm hiểu hơn
Vì nó có thể biết biết được là ở Hà Nội này và ở Việt Nam này cũng có những người chơi retro còn lâu hơn như vậy, và cũng có những người rất là đam mê như vậy. Và cảm ơn ông ngày hôm nay đã hợp tác với chương trình. Và chúc ông luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Ok, và Ok. cảm ơn anh em đã xem video của mình. Và nhớ like and subscribe. Và đồng thời đừng quên chia sẻ và cũng như comment để ủng hộ và phát triển kênh nhóm mình nha. Bye bye!